Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Si Kẹo. Thì ngày hôm nay, khi mà các bạn xem được video này, cũng chính là lúc mình đang ở trên máy bay và có một chuyến bay đến Seoul. Cơ bản thì mình sẽ phải sang Hàn Quốc để đi du học. Cũng đã tâm sự, cũng đã nói chuyện với anh em về cái vấn đề này rồi. Thật sự thì sẽ phải xa Việt Nam và xa những cái bạn fan của mình một cái khoảng thời gian nó khá là lâu. 5 năm đi du học đại học ở bên Hàn Quốc. Thôi thì tất cả cũng vì tương lai thôi mà. Nói chung thì Kẹo sẽ rất là nhớ mọi người đấy. Không biết là có thời gian để làm video free file cho anh em xem không nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Ví dụ như là không làm được những cái clip game, không có thời gian chơi game, thì thi thoảng mình sẽ quay một số những cái vlog đời sống của một du học sinh Hàn Quốc anh em ạ. Và đây ngay lúc này, ngay lúc mà Kẹo đang nói chuyện với các bạn đây, thì mình đang ở sân bay Nội Bài. Đó, tức là mình có một chuyến trung chuyển từ Đà Nẵng lên Hà Nội. Và từ Hà Nội chúng ta sẽ có một cái chuyến bay đến Seoul, Hàn Quốc mọi người ơi. Và anh em thấy được không ạ? Đây chính là Đà Nẵng với một cái góc nhìn ở trên cao nha. Thật sự là mình sẽ khá là buồn. Có một cái sự buồn nhẹ. Chắc chắn là người con nào xa quê hương thì cũng có những cái nỗi buồn. Mà mình thấy là nó cũng khá là giống mình như vậy. Thật sự rằng là mình không muốn dừng lại con đường YouTube ở đây. Sẽ sớm thôi. Nếu mà tính theo giờ Việt Nam thì chuyến bay của mình đáp đến sân bay Seoul, Hàn Quốc thì nó tầm khoảng là 23 giờ đến 24 giờ tối nay. Bay tầm khoảng 8 tiếng anh em ạ. Ui, khá là lâu đây. Ai, một cuộc hành trình khá là dài. Và đây chính là lần đầu tiên mình đến Hàn Quốc. Tầm này thì đang mùa đông bên đó. Sẽ khá là lạnh đây. Mình kiểu cảm giác vừa vui vừa buồn. Rõ ràng thì cái việc đi du học này mình sẽ có một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Chứ nó thật là làm YouTuber thì nó không phải là một công việc lâu dài. Nó không thể gọi là nuôi dưỡng mình có thể là sống với cái nghề này lâu. Còn bây giờ thì Kẹo chúc anh em xem video vui vẻ nhá. Sẽ sớm có video mới nhất khi mình đặt chân tới Seoul. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Hello mọi người và lại là Kẹo đây. Có lẽ thì đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Si Kẹo tại Việt Nam. Một trận đấu Free Fire cuối cùng của mình. Uầy, headshot luôn, chạy sao nổi hả? Vâng, ngay lúc mà các bạn đang xem video này đây thì có lẽ là mình đang trên máy bay và chuẩn bị là đến với Seoul rồi anh em ơi. Ai, một chặng đường phải nói là khá là dài đây, phải không mọi người? Không biết là anh em có nhớ mình nhiều không? Nhưng mà chắc chắn là Kẹo thì sẽ rất là nhớ mọi người, rất là nhớ Việt Nam. Với lại thì có một điều mình quan tâm, chắc là sang bên Hàn Quốc thì mình cũng sẽ tranh thủ thi thoảng mình chơi game Free Fire á. Nhưng mà không biết là server bên đấy thế nào anh em ạ? Chơi game Free Fire nó có ổn không? Hay bảo là server bên đấy ping hơi cao thì chơi game hơi nản. Ê, rồi nhá. À đủ. Làm sao? Uầy, thằng bé ăn gì mà chạy nhanh dã man luôn. Vãi hả? Đùa nhau à? Bên này hả? Nào để coi. Ui, gì đây? Đùa nhau à? Chuẩn bị này. À đủ. Rồi nhá. Hai kill ngon lành. Ui, vãi. Làm sao đấy Hải ơi? Ăn lựu đạn đi em. Mày này tính mất dạy với anh phải không nào? À đủ. Chạy qua luôn anh em vả nó. Xem nó chạy nổi không này. Nào, đứng lại em ơi. Ui, vẫn chạy luôn. Anh lại sợ chủ quá cơ. Để xem nào. Ui, làm sao đấy hả? Rồi nhá, làm gì vậy? Ok luôn, 3 kill. Ngon lành cành đào các bạn ơi. Nói thật với anh em luôn là Kẹo chưa sang Hàn Quốc bao giờ anh em ạ. Hôm nay thì sang đó không biết là sẽ thế nào đây. Nghe mọi người bảo là bây giờ
tầm này bên đó. Nó đang âm độ anh em ơi, nhiệt độ dưới 0 độ C. Đây, chắc là cảm giác thì nó sẽ lạnh lắm đây. Mùa đông bên Hàn Quốc thì cái mùa mà học sinh, sinh viên được nghỉ là tháng 1, tháng 2. Tầm này thì cũng cuối tháng 2 rồi. Mình có xem qua thời tiết thì thấy là vẫn khá là lạnh. Hôm nay thì Kẹo có một ít code tặng cho anh em nha. Ở đây thì các bạn thấy không ạ? Code hộp súng Macaron. Một code thì 50 người sẽ nhập được. Và Kẹo xin chúc anh em may mắn nhận được skin súng Macaron vĩnh viễn nha. Rồi nha. Thì chúng ta lượn lờ qua đây xem là có thấy ai không nè. Ở đây thì Kẹo vẫn không thấy ai cả. Không biết là anh em trốn đâu cả rồi đúng không nào? Đây thì tranh thủ xem có gì lượm luôn nhở. Rồi nhá. Đây, chắc là mình sẽ xuống đây cái con nào. Hello hello, có ai đây không vậy? À đây rồi. Ủa ấy, làm sao đây hả? Ủa ấy, ngon lành. Nam kêu. Rồi nhá, phải công nhận là khá là ổn luôn. Thì chủ yếu là cái việc mà chọn trường bên Hàn Quốc này ấy, thì do mình cũng đã tìm hiểu qua mạng, cũng như là có một số người thân bên Hàn Quốc, thế nên là đã tư vấn chọn trường cho mình. Rồi nhá, một ngôi trường tại Seoul. Đó là ngôi trường Queen Hee anh em ạ. Rồi nhá, thì cái ngành mà mình sẽ theo học đó là ngành quản trị kinh doanh. Thì nó đúng theo cái sở thích của mình. Ngay cả trước đây thì cái lúc mà mình đi học sinh viên tại Việt Nam ấy, thì mình cũng thích cái ngành quản trị kinh doanh, nhưng mà ở Việt Nam thì cái trình độ đào tạo của người ta nó không được ok lắm. Và nên là mình đã chán, mình bỏ học. Thời gian mình làm YouTube, xong là bây giờ thì chia sẻ thật luôn với anh em, đó là YouTube thì làm nó khá là chán và có cái dấu hiệu đi xuống của kênh. Nên là mình cũng đã có cái dự án mình dự định từ nửa năm rồi. Nên là cũng học tiếng Hàn và hôm nay là chuẩn bị được sang Seoul, Hàn Quốc luôn. Uầy, lần đầu tiên sang Hàn Quốc anh em. Hàn Quốc thì rất là nhiều những cái nhóm nhạc này, ngôi sao ca nhạc các kiểu luôn. Nhưng mà mình sang đấy thì là du học sinh, vừa học vừa làm. Các bạn thì nhà kinh tế không khá giả gì. Thế nên là cũng vay ngân hàng một ít này. Rồi là cũng như cái tiền tiết kiệm của mình đó, rồi là nhà bố mẹ cho một ít nữa, thì có được cái vốn ban đầu để sang du học. Đó, thì mình học tiếng Hàn khá là tốt, thế nên là có xin được visa sớm. Và đây, lần này thì mình sang Hàn Quốc là mình nhập học vào kỳ học tháng 3 luôn của trường Queen Hee anh em ạ. Đây, học phí thì ở nước ngoài công nhận là nó khá là mắc, nhưng mà đổi lại thì cái chất lượng đào tạo của họ nó rất là ok. Sẽ sớm thôi anh em ơi, sẽ sớm ra những cái video về những cái bạn học nước ngoài chẳng hạn ấy, hay là có những cái vlog đời sống ăn uống bên Hàn Quốc cho anh em xem nhá. Mong rằng thì các bạn cũng sẽ tiếp tục yêu quý Kẹo. Và nếu như mà các bạn thấy những video của Kẹo hay thì các bạn đừng quên đó là hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Kẹo cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Và phải nói là cảm ơn anh em rất nhiều luôn, vì đã đồng hành cùng mình trong cái quãng thời gian 2 năm qua mình làm YouTube. Ủa ơi, vãi, làm sao đấy? Tưởng là đứng sau gốc cây mà ngon đấy hả? Anh lại sợ chủ quá cơ. Tình hình là trận đấu này còn lại 10 người chơi nữa và Kẹo đã có được 7 kill rồi. Hôm nay thì vẫn là combo súng dị. Chúng ta có shotgun M1887 và cây súng MP40 thì Kẹo vẫn rất là tự tin thôi. Nói chung là anh em ấy cứ tự tin lên mà chơi, không việc gì phải ngại thanh niên nào cả luôn. Mà cái điều mà Kẹo thích nhất anh em ấy đó là sang Hàn Quốc thì nghe bảo là toàn trai xinh gái đẹp thôi. Úi dồi ôi, thật luôn, sang đây có khi lại ngắm gái lại không tập trung học tập được thì chết dở. Thôi ra mọi người xíu, cơ bản thì anh em ơi, du học sinh mà, nên là thôi, cố gắng là cũng không nên yêu đương gì cả. Đó, sang Hàn Quốc thì cố gắng học hành này, làm việc nó ok tí. Ví dụ như là sau khi mà ra trường ấy, nếu như mà Kẹo xin được việc ở bên Hàn Quốc thì có thể là ở lại làm bên đó. Công ty người ta sẽ gia hạn cho mình cái visa, tức là các bạn sẽ được ở bên Hàn Quốc lâu hơn và làm việc bên đó.
nếu như mà ở một cái quãng thời gian đủ lâu thì có thể là xin được giống kiểu như là nhập tịch Hàn Quốc anh em ạ, hoặc là lấy vợ lấy chồng Hàn Quốc gì đó. Thật ra thì mình không mong cái điều này anh em. Chẳng qua là nếu mà ở lại được vài năm làm bên Hàn Quốc thì với cái mức lương ấy nó cũng cao. Nó cao hơn so với cái mức lương bên Việt Nam mình, thì nếu mà sống tiết kiệm thì có tiền gửi về gia đình. Đó. Chứ còn là ngay cả bây giờ mà sang Hàn Quốc này kiếm được công việc nó lương cao các thứ thì cuối cùng kẹo vẫn sẽ về Việt Nam thôi anh em ơi. Việt Nam nó là nơi chúng ta sinh ra mà anh em, cũng như là tự hào về con người Việt Nam, về đất nước Việt Nam. Rồi nha mọi người, còn lại có 9 người chơi thôi. Chắc là sẽ rất là nhiều điều khó khăn ở trước mắt đây. Nhưng mà thôi không sao. Kẹo của anh em thì thân xác châu chó lực lưỡng thế này thì làm gì chả đỡ anh em. Nhưng mà có một điều mình khá là lo, đó là kiểu như là cái món ăn bên Hàn á, có thể là mình không hợp khẩu vị thì thôi xong. Tại vì là thi thoảng thì mình cũng có ăn ở một cái số nhà Hàn hoặc là một số món Hàn ấy, thì mình thấy là ui, có một số món thì nó hơi khó ăn, cũng như là ngay cả cái rau cải muối ấy sao ấy, kim chi ấy, thì kẹo lại không thích ăn luôn. Rồi nha, và nghe nói thì người Hàn Quốc họ ăn đồ ăn sống các thứ ấy, thì mình cũng không ăn đồ ăn sống anh em ạ. Ai, ui, bắn kinh thế. Đợt này thì mình đi du học Hàn Quốc đây thì cũng có quen thêm một số bạn nữa. Nói chung là có mấy anh em đi cùng một đợt với nhau mà anh em ạ. Sang Hàn Quốc, chẳng qua thì mấy bạn đó thì khác trường, có mỗi mình kẹo ở trường Quynh Hy thôi. Ai, nghĩ một thân một mình bên nước ngoài cũng buồn. Đậu xanh. Từ từ anh em ơi, thằng kia, mày tưởng là sao bông kem mà ngon à? Đây, từ từ, kẹo lên trên cái đã. Xem nó làm gì kẹo này. À đủ, anh xem chú làm gì anh nhá, nào. Nào, lên đây em. À đủ. Đâu rồi anh em? À, thằng bé chạy mãi xuống dưới cả. Nào, hay lắm em ơi. Úi dồi ôi, anh em thấy không ạ? Sao ngon luôn. Quá hay luôn anh em ạ. Mình xài nỏ cũng bắn chết được thanh niên này luôn à. Số nha mọi người, tầm này còn lại 4 người chơi nữa. Ai, trận này thì có tốt một nào. Trận đấu cuối cùng tại Việt Nam rồi. Số nha anh em. Ui, vãi cái gì đấy? Cái gì vậy, thanh niên nào trước mặt kia đùa nhau căng phết nhở. Ui, một đứa phía dưới kìa. Anh em thì căng không ạ? Chạy lên trước mặt vả nó luôn. Ui, sao mà nó chạy nhanh vậy luôn. Thật sự luôn, thằng này nó chạy nhanh vãi luôn anh em ơi. Mình vừa mới ra đây cái đã thì nó ngay đầu cầu rồi. Thôi vãi hà anh em ơi. Let's go, tiến lên luôn. Tiến lên vả nó anh em ơi. Nhân tiện cái lúc nó không để ý là sơn nó luôn. Nào, lên em ơi. Đâu rồi? À đây. Nó lên kìa. Rồi nhá. Nào, làm sao? Ui, làm sao? Ui, vãi, sao thằng này nó chạy như hách vậy anh em ơi. Thôi rồi, số nhỏ anh em.